Hello, mến chào cả nhà trở lại với kênh Cuộc Sống ở Mỹ của mình nha. Hôm nay mình cũng mới đi làm về ngày trong tuần. Tự nhiên em bỗng dưng mình thèm cái mì cay, siêu cay Hàn Quốc á. Bây giờ mời cả nhà vô nhà bếp với mình ha, để chuẩn bị làm một tô mì siêu cay Hàn Quốc. Ăn loại loại ăn khô với cả nhà, không phải ăn nước nha. Cùng với tôm, với giá, với ngò, nhí nè cả nhà ha. Cả nhà. Tôm nãy giờ mình lựa cũng được 5-6 phút rồi. Tôm đỏ luôn, mình bóc vỏ ra hết mình luộc luôn. Lát mình ăn mì mình khỏi bóc vỏ ra. Mình luộc mình cho chút xíu muối vô, cho tôm nó săn lại chút xíu. Đây mình cho ra gỗ rồi, cho ráo nước này, bóc khốt này. Tôm này loại tôm nhỏ thôi, không có lớn. Ăn gì ăn được cả nhà. Đây là mì Hàn Quốc, nó đời two time spicy này, có loại ba cái two time luôn. Two time là nó gọi là cay luôn này cả nhà. Mình mua một lốc thì 5 gói, mình làm gói mình ăn nha. Nãy mình luộc tôm nè, mình cho nước vô để mình bỏ mì vô mình luộc luôn nha cả nhà. Đó, trong gói này mì này mình xé ra là nó có bịch bịch ớt cay ở trong đây này. Cái này bịch mè nè, còn đây là bịch ớt nè, cái này là hot spicy sauce nè, cay dữ lắm nè. Mì này mình cho vô tô hết rồi nha, bắt đầu mình xé cái gia vị ớt cay bỏ vô nha. Đây là cái gia vị của nó nè. Còn đây là spicy sauce nè, mình cho vô tô mì mình trộn lên luôn. Cay lắm cả nhà, two times là cũng cay nha, đáng là three triple times là còn cay hơn nữa. Cái này còn cay lắm rồi nè. Trộn đều lên. Đồng thời mình muốn cho đậm đà chút xíu nữa, mình cho chút xíu nước tương vào nha cả nhà. Chai nước tương này gì ăn nè, liquid season nè. Mình cho chút xíu vào. Gã cho đều vô nó đậm đà chút xíu luôn cả nhà nha. Đó. Trộn lên. Nó có một chút xíu mùi nước tương vô nữa, nó thơm cái cọng mì cả nhà. Mà có cái mùi vị nước tương đó, thơm lắm. Đây, bắt đầu tôm luộc mình cho vô luôn. Ngon cả nhà. Đó, tô mì. Mì ít mà tôm nhiều cả nhà. Ngon quá. Trộn lên cho nó tôm nó thấm cái gia vị luôn. Cộng thêm miếng giá, miếng ngò nhí. Đó, mình lật ra làm ba làm tư. Mình bỏ vô mì ăn. Đó, cả nhà thấy không? Đơn giản mà ngon nha. Cái này là mì gọi là siêu cay rồi cả nhà. Rồi chuẩn bị mời cả nhà ăn cùng với mình nha. Mời cả nhà ăn cùng mình nha. Thử một miếng coi như thế nào. Wow. Cay cả nhà ơi. Nó thấm vô rồi. Cay quá. Cọng mì dai nè, ngon. Cho miếng giá vô cả nhà. Rồi cho miếng ngò nhí vào luôn. Trộn lên là hết sảy. Còn bà bảy luôn. Ngon ngon. Ăn này hết hà luôn cả nhà. Very hot. Còn mì dai, dai ngon. Ngon quá cả nhà. Cây con mì dài dai nè. Tôm quá ngon. Mình thêm miếng giá vô cả nhà. Chỗ này cái này ngon nhí nè, xuyên lên chùa.
ăn điện thêm miếng gao miếng giá ngon. Nó có loại triple time spicy nữa cả nhà, mà mua loại chua time thôi, chua time nó cũng đã cay lắm à. Này mình ăn khô, mình không ăn nước, ăn khô nó ngon hơn. Nếu mình khô, hủ tiếu khô vậy cả nhà. Ngon quá. Ở bên Mỹ nè, họ lần đi làm về cảm thấy đói bụng á, thèm thèm vậy, tự nhiên mình bày ra mình ăn cả nhà. Còn thỉnh thoảng mà làm biếng quá về không làm gì ăn thì mình ra quán mình ăn thôi, mà thật ra mình ăn nhà nhiều hơn, nó tiện lợi hơn, mất công về được rồi tắm rửa sạch sẽ hết thời gian còn phải chạy ra quán nữa. Thỉnh thoảng lắm là mới ra quán cả nhà. Ra quán là chỉ có những ngày cuối tuần á, gia đình sum họp để rủ nhau đi ăn. Rồi ra con cái còn đi học nữa, nó về nó học hành, nó ăn nước xong nó học bài làm bài nữa, không có thời gian chở nó đi ra ngoài ăn. Nên mình ở nhà mình làm ăn luôn cho tiện, cuối tuần thì tính sau. Ngon. Còn ngon rồi. Ngon quá. It's very hot, spicy, but tastes so delicious. Điểm thêm miếng giá nữa cả nhà. Ăn có miếng gạo giá ngon. Bữa nay ngày trong tuần là tối thứ tư, nên ăn nhanh đánh nhanh rút gọn, ăn xong rồi phải vô gym tập thể dục nữa cả nhà. Ngon quá. Tô mì, mì ít mà tôm nhiều cả nhà. Tôm nhiều hơn mà ăn cũng rau cũng nhiều. Hết sảy. Ngò nhí. Ăn ngò nhí nó bổ ốc, nó bổ cho não. Ok, bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thank you for watching. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh và subscribe nha. Bấm nút like, đăng ký và chia sẻ nha. Mình sẽ làm nhiều cái video mới kế tiếp cho cả nhà xem. Bye bye.